Chương 4216, tình huống như vậy, nhưng quân tiêu giao đều là hơi bất đắc dĩ. Quả nhiên, hắn không là nhân vật chính mệnh, không có có nhân vật chính loại kia. Trở về bà tộc, bị đủ loại nhằng vào làm khó dễ tình tiết, bất quá này cũng cũng bớt đi quân tiêu giao không ít tâm từ. Hắn vốn là không thích phiền toái, tại đây về sau trong vòng vài ngày, quân tiêu giao đám người. Cũng là tại thiên thánh cung đặt chân. Tại tu chỉnh vài ngày sau, quân tiêu giao cùng Vân Khê cũng là tại vân họa tâm dân rất dưới, đi đến trưởng lão hội chỗ trên mặt đất bình thường mà nói vân tộc những cái kia ngủ say cổ tổ hoặc là bối phận cực cao đại nhân vật bình thường không tham dự gia tộc quản lý chỉ có tại tối vi chuyện trọng đại bên trên mới có thể ra mặt hết thảy công việc đều dùng trưởng lão hội cùng tộc trưởng đám người thương nghị giải quyết mà lại trưởng lão hội chính là vân tộc các đưa tình đầu chỗ đến hợp hình thành cơ cấu thậm chí có thể đối tộc trưởng ý kiến đưa ra dị nghị có thể gặp trưởng lão sẽ quyền lực to lớn vân tộc bên trong rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đều trong lòng biết bọn hắn có lẽ khó mà cạnh tranh thiếu chủ vị trí, trở thành ngày sau vân tộc tộc trưởng, nhưng ít ra. Có thể gia nhập trưởng lão hội cũng là một cái lựa chọn tốt, tương lai y nguyên sẽ trưởng không rất nhiều quyền hành, tại thánh vân dưới châu sâu. Có một tòa nguy nga thần dân, có kim hà lượn lờ, tường vân hội tụ, từ khí tràn ngập, tiên vụ lưu chuyển, lỗ ra sáng trói đến cực điểm, trí thần trí thánh, mà tại thần sơn đỉnh chóp có một tòa sư cũ đại khí bằng bạc kiến trúc lưu chuyển lên thần hy tràn ngập uy áp khí tức lệnh đi vào nơi này người không tự chủ được nín thở liễm thần có một loại kính sợ nay điện chính là thánh vân giới vân tộc trưởng lão hội chỗ trên mặt đất trưởng lão hội chỗ trên mặt đất tự nhiên không chỉ có chỗ này thánh vân giới cũng chỉ là vân tộc hạch tâm dưới vực một trong cũng không phải là toàn bộ bởi vì là gặp mặt vân tộc chư trưởng lão cho nên chỉ có quân tiêu giao cùng vân khê đến đây tại vân họa tâm bẩm báo về sao bọn hắn tiến nhập trong điện toàn bộ trong điện đại khí bàng bạc vàng so lộng lây có không gian ba động lưu truyền quân tiêu giao bước vào một cái chớp mắt đúng là cảm giác thiên địa đảo ngược hưng phất đi tới một mảnh không minh vũ trụ mà tại đây mảnh không minh trong vũ trụ lần lượt từng bóng người xếp bằng ở hư không bên trong mỗi một đạo thân ảnh mặc dù không có tận lực hiển lộ ra cái gì khí tức thế nhưng loại kia thâm bất khả chắc hạo như biển sâu vực lớn nội liêm khí thế cũng là khủng bố vô biên quân tiêu giao hơi hơi khiêu mi tại cổ điện này bên trong môi một đạo thân ảnh hàn khí tức cảnh giới vậy mà không có thấp hòn đế cảnh ngũ trọng thiên nói cách khác trong đó mỗi một vị ít nhất đều có thể so với trước đó thánh linh tộc cường giả thạch nhân vương ba tộc cường giả nội tình có thể nhĩ mà liền tại quân tiêu giao vân khê tiến vào cổ điện sao ở đây trưởng lão hội các mạch trưởng lão tầm mắt cũng là đồng loạt rơi vào huynh muội trên thân hai người nếu là đổi lại mặt khác thiên kiêu yêu nghiệt tuyệt đối sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực nhưng quân tiêu giao cùng vân khê đều là khuôn mặt bình thản chỉ hơi hơi chắp tay hành lễ văn bối gặp qua chưa vị trưởng lão tiền bối vân tộc các mạch trưởng lão đều là đánh giá hai huynh muội này một ít trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ kinh dị mặc dù bọn hắn trước đó đã từng nghe nói quân tiêu ra đủ loại yêu nghiệt sự tích nhưng giờ phút này chân chính bắt đầu đánh giá vẫn như cũ là thấy kinh ngạc quân tiêu giao thâm tàng bất lộ đúng là làm bọn hắn đều có chút nhì không thấu này đủ để chứng minh quân tiêu giao chân chính nội tình thủ đoạn còn xa hơn xưa tất cả mọi người tưởng tượng trước đó hắn đủ loại sự tích triển lộ ra bất quá chẳng qua là hắn thực lực một góc của băng son mà thôi khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Không chỉ có là quân tiêu giao, còn có Vân Khê. Đừng nhìn Vân Khê tên tuổi, không có quân tiêu giao lớn như vậy. Nhưng ở huyền ương giới, Vân Khê dùng chuẩn đế tu vi, đánh bại thiếu niên đế cấp xích phượng ngữ. Càng là có thể cùng vài vị đế cảnh quân nhau. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Vân Khê yêu nghiệt trô. Lúc này, đi ở trung ương chỗ một vị huyền bào lão già mở miệng, thân hình hắn mơ hồ, ánh mắt sinh diệt ở giữa, có thể sợ cảnh tượng diễn hóa, ngày hủy tinh chìm để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy một loại run rẩy khi tức quanh người mặc dù không hiện ra lại phảng phất có thể che đậy càn khôn nhật nguyệt vị lão giả này chính là thiên mạch đại trưởng lão cũng là trong trưởng lão hội tay cầm quyền hành đại nhân vật tên là vân thương hại quân tiêu giao có thể hay không đưa ngươi tại giới hải vân tộc một chút tình huống cao chi cũng làm cho chúng ta có hiểu biết dĩ nhiên quân tiêu giao khẽ gật đầu hán thần niệm lưu truyền rất nhiều tin tức cũng là truyền đưa cho ở đây chư vị trưởng lão khi biết giới hải vân tộc chưa nhiều tình huống sao ở đây tất cả trưởng lão nhìn về phía quân tiêu giao tầm mắt càng là mang theo trước nay chưa có kinh lạc tán thán kẻ này vậy mà chung kết in thế hắc họa chính là vân thương hại vẻ mặt đều là hơi đổi trước đó tại gặp mặt cổ tổ lúc hắn liền theo cổ tổ nơi đó nghe nói tương lai tương mang tỉnh không tương nghinh tới trước nay chưa có kiếp số như vậy kiếp số đủ để khiến hết thảy đều hủy diệt tăng đi toàn bộ tỉnh không coi như là đứng sừng sững vạn thế bất hủ vân tộc cũng không nhất định nói có thể có tự tin trăm phần trăm bình yên vượt qua. Khẽ nhưng, ở đây đợi đại kiếp bên trong, cũng là có ứng kiếp người. Nếu là thiên mệnh thật tại quân tiêu giao trên thân, vậy chỉ cần vượt qua như thế đại kiếp, vân tộc sẽ chân chân chính chính đứng sừng sững chọn đời bất hủ, thiên khó táng, khó điệt. Hiện tại, khi biết giới hải sự tình, biết quân tiêu giao tự tay chung kết in thế hắc họa sao. Vân thương hài chờ trưởng lão, không thể nghi ngờ là vững tin. Quân tiêu giao hoàn toàn chính xác có cái này tiềm lực, chớ nói chỉ là hắn còn nhường vân tộc tộc vận tăng vào gấp trăm lần đối với bực này nhân vật vân tộc nếu không thể khiến cho quy tâm vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn vân tộc tự nhiên cũng không ngốc trước đó liền đối quân tiêu giao có chút ưu đãi mà bây giờ tự nhiên là càng thêm coi trọng vân thường hại nói quân tiêu giao mặc dù ngươi họ quân nhưng trên người ngươi cũng chảy xuôi theo ta vân tộc dòng chính huyết thống ta vân tộc đối ngươi tự nhiên cũng sẽ không giữ lại chút nào vân tộc thiếu chủ vị trí ban đầu nên trực tiếp cho ngươi. Bất quá dù sao vân tộc còn có một số yêu nguyệt tại tiên thổ, hoặc là địa phương khác. Ngày sau chờ thích hợp thời gian lại thêm phong, cũng xem như thuận lý thành trương. Bất quá bây giờ, ngươi vân như cũ là ta vân tộc chuẩn thiếu chủ, đãi ngộ cùng thiếu chủ đồng dạng, quân tiêu giao mặc dù trọng yếu, nhưng dù sao mới đến. Như trực tiếp liền không hàng thiếu chủ vị trí, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút chỉ trích, mà lại quá mức xuất sắc, chưa chắc là chuyện tốt, có thể sẽ chịu đến bên ngoài nhằm vào chờ quân tiêu giao tại vân tộc chờ đợi một quãng thời gian danh chính ngôn thuận về sau lại thêm phong tự nhiên là thích hợp nhất quân tiêu giao đối với cái này cũng là không quan trọng hắn cũng không vội ngược lại đãi mộ cùng thiếu chủ đồng dạng cơ bản cũng là vân tộc đệ nhất công tử đa tạ chư vị tiền bối hậu ái quân mõ nhận lấy thì ngại quân tiêu giao hơi hơi chấp tay cũng là nói một phiên lời nói khiêm tốn nhìn gen này không qua tâm hơn thua khí định thần nhàn quân tiêu giao ở đây chư vị trưởng lão trong mắt càng là lộ ra vẻ hài lòng như thế lòng dạ khí động mới có thân là bá tộc thiếu chủ phong phạm đúng rồi quân tiêu giao ngươi mặc dù đã là quần anh điện thiên cấp xen sách nhưng cũng có thể lưu tại ta vân tộc thiên mạch tu hành vân thương hải khẽ mim cười nói lúc này một vị khác lão giả bông nhiên nói vân thương hải ngươi này thật có chút không chân chính quân tiêu giao xuất thân giới hải vân tộc tuy là thiên mạch nhưng cũng không cực hạn với thiên mạch ta trong địa mạch đồng dạng có không ít độc môn thần tông tuyệt học có khả năng truyền thụ ta cảm thấy ta huyền mạch đồng dạng có năng lực như thế trong lúc nhất thời trong trưởng lão hội những nguyên nó bản đều là các đại chủ mạch bên trong địa vị tôn dùng, cao cao tại thượng đại nhân vật lại là bởi vì tranh đoạt quân tiêu giao thuộc về mà thần thương khẩu chiến dâng lên chương bốn dù cho quân tiêu giao thấy cảnh này cũng hơi hơi yên lặng vân tộc tứ mạch đều muốn tranh đoạt hắn gia nhập nhưng ngược lại quân tiêu giao cũng là khẽ mim cười nói chư vị trưởng lão không cần vì quân mẫu tranh luận cái gì trong cơ thể đồng dạng chảy xuôi vân tộc huyết mạch vãn bối bất luận gia nhập thế nào nhất mạch kỳ thật cuối cùng cũng là vì toàn bộ vân tộc quân tiêu giao một phen nhưng ở đây an tĩnh lại cái gì gọi là cách cục cái này là cách cục quân tiêu giao tiếp theo nói gia tộc đối với bối như thế chiếu cố vẫn bối mới đến cũng không có cái gì có thể vì gia tộc làm công hiến nguyện ý đưa tạo cho gia tộc ngũ phương cổ giới tính đáp lại tạ quân tiêu giao làm cho cả trong điện lại lần nữa an tĩnh lại Đưa tặng ngũ phương cổ giới, cho dù là Vân Thương Hải, đổ Lộ cũng là có chút dừng lại, cũng không phải nói. Ngũ phương cổ giới đối Vân tộc tới nói, đến cỡ nào cực kỳ trọng yếu, Vân tộc thân là ba tộc, dưới trường thống trị giới vực tự nhiên không ít, nhưng phải biết, đưa ra ngũ phương cổ giới, chẳng qua là một cái hậu sinh vãn bối, vừa ra tay liền là ngũ phương giới vực, thủ bút này, cũng là không có người nào, mà nay chút giới vực, tự nhiên là quân tiêu giao trước đó tha thương mang lên giới an cướp, không, là bồi thường tới đối lại đồng dạng bất hủ thế lực một thoáng đạt được ngũ phương cổ giới tuyệt đối mừng rõ như điên coi như dùng vân tộc nội tình tới nói không nói trọng yếu cỡ nào cũng tuyệt đối coi là một phần hậu lễ tốt ngươi có lòng phần nhân tình này gia tộc nhận rơi xuống vân thương hải cũng là cười một tiếng bọn hắn trước đó kỳ thật cố kỳ nhất chính là quân tiêu giao đối vân tộc không có lòng trung thành dù sao sau lưng của hắn còn có quân gia cùng khương gia bất quá bây giờ xem ra bọn hắn là hoàn toàn không cần lo lắng quân tiêu giao là cái hiểu đạo lý biết đại thể ngươi điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm thả rộng lòng tốt quân tiêu giao về sau gia tộc sẽ vì ngươi mở ra thủy tổ tế đàn ngươi cùng vân khê đều có thể tiến đến không chỉ có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt nếu là có thể đạt được thủy tổ ý chí tán thành ngày sau ngươi trở thành vân tộc thiếu chủ cũng là danh chính ngôn thuận không có bất kỳ người nào có tư cách xen vào thủy tổ tế đàn coi như tại vân tộc bên trong cũng không phải bình thường ngươi có thể tiến vào duy có trọng yếu nhất yêu nghiệt dòng chính mới có tư cách tiến vào mà lại là thường cách một đoạn thời gian mở ra một lần tất cả mọi người thống vừa tiến vào như như vậy chuyên môn vì quân tiêu giao vân khe hai người mở ra vân là lần đầu xem như trường hợp đặc biệt đa tạ tiền bối quân tiêu giao nói ốt về sau gia tộc đem sẽ vì các ngươi tổ chức yến hội sau đó còn có tộc bi đại hội cũng tốt để cho ta vân tộc các mạch quen biết một chút ngươi vân thương hải cười ha hà nói về sau lại là một phiên chào hỏi quân tiêu giao cùng vân khê cáo lui chờ bọn hắn sau khi rời đi ở đây các đại tộc mạch trưởng lão nhìn nhau kẻ này giấu cũng là rất sâu bọn hắn đều không có tận lực do xét quân tiêu giao nội tình nhưng cũng có thể cảm giác được quân tiêu giao ẩn giấu đi rất nhiều liên giới hải hắc họa đều chung kết tại hắn trong tay nao lực có thể nghĩ có thể được kẻ này lo gì ta vân tộc không thể thịnh vượng chẳng qua là vẫn là phải chú ý một chút dù sao trước đó hắn trêu cho còn lại mấy tộc ồ như những thế lực kia thật không biết tốt xấu đừng nói chờ quân gia ta vân tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn vân thương hải hừ lạnh một tiếng quân tiêu giao bây giờ tại vân tộc địa vị có thể nghĩ tuyệt không cho sơ thất rời đi cung điện sao quân tiêu giao cùng vân khê cũng là về tới thiên thánh cung không có mấy ngày nữa một trận yến hội long trọng mở ra đây là thuộc về quân tiêu giao cùng vân khê về tộc yến dĩ vã cũng không thiếu có một ít lưu lạc tại bên ngoài vân tộc huyết mạch về tộc nhưng được khó có khả năng như quân tiêu giao như vậy chuyên môn tổ chức thiện yến, mà lại không chỉ có là tại vân tộc bên trong. Chính là tại vân tộc thế lực bản đồ phạm vi bên trong rất nhiều thế lực, cũng là dồn dập đến đây chúc mừng, mà lại đều là có mặt mũi thế lực, một chút cấp bậc hơi thấp thế lực, căn bản cũng không có tham gia này yến tư cách, bất hủ hoàng hướng hoàng chủ, sư nhiên thánh địa thánh chủ, cổ lão gia tộc gia chủ, từng cái phóng nhãn bên ngoài, địa vị đều là cực cao, một lời nhưng quyết định nhất giới hương vinh. Mà bây giờ, nhưng đều là hấp tấp chạy đến thánh vân giới tham gia yến hội, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể thấy quân tiêu giao một mặt, nếu là có thể kết bạn một phiên thì tốt hơn. Dù sao những đại nhân vật này, tin tức linh thông, đã sớm biết quân tiêu giao tiến vào thánh vân giới về sao. Vào ở thiên thánh cung, thiên thánh cung là cái gì? Đây chính là vân tộc thiếu chủ tầm cung, chúa tể một phương thiếu chủ, địa vị có thể nghĩ, tương lai liền là bá tộc chỉ chủ. Cái kia thân phận địa vị có thể nói là thương mang tình không tầng cao nhất. Vân tộc hiện tại mặc dù không có quan tin quân tiêu giao là vân tộc thiếu chủ, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nếu không có ngoài ý muốn dùng quân tiêu giao yêu nghiệt trở thành vân tộc thiếu chủ là chuyện chắc như đỉnh đóng cột thậm chí hiện tại đều đã là chuẩn thiếu chủ cho nên những người này tự nhiên sẽ đến đây vuốt mông ngựa thậm chí ma theo chính mình hoàng triều công chúa thánh địa thánh nữ cổ thế gia kiêu nữ đến đây nếu là có thể bị quân tiêu giao nhìn chúng không nói cái gì đạo lữ thị thiếp dù cho liền là một cái tùy thân nha hoàn cái kia thế lực sau lưng đều có thể ra chó lên trời bất quá lui qua tới thế lực khắp nơi thất vọng là bọn hắn thậm chí đều trên không tiến vào hạch tâm vòng tròn bên trong khó mà nhìn thấy quân tiêu giao mặt tại trên yến tiệc quân tiêu giao chung quanh sớm đã vây đầy vân tộc các mạch dòng chính nhân vật bọn hắn muốn làm quanh quân tiêu giao cũng không kịp làm sao có thể nhường bên ngoài thế lực tận dụng triệt để quân tiêu giao cũng là khí độ thong rong từng cái đáp lại đương nhiên những người này mục tiêu không hoàn toàn là vì quân tiêu giao cũng có người làm vân khê tới mong muốn kết bạn lôi kéo làng quanh chứ không nói vân khê cái kia đoan trang tự nhiên xinh đẹp dung nhan chỉ là nàng quân tiêu giao muội muội thân phận cũng đủ để cho tất cả mọi người coi trọng chớ nói chỉ là nàng bản thân tu vi thiên tư cũng cực kỳ yêu nguyệt đối mặt vân tộc mọi người thân thiện chào hỏi vân khê điều hiện được cũng hết sức thoải mái hào phóng không có loại kia thanh thanh lãnh lãnh nhưng cũng không quá đáng tiếp cận kỳ trung cẩn thận khuôn mặt mang theo lê phép mỉm cười đợi tại quân tiêu giao bên người lúc này một vị vân tộc lục rượu một trong mỉm cười đối quân tiêu giao trêu ghẹo nói quân công tử như mây suối cô nương bực này tuyệt thế tiên tử sợ là đi cái kia ngây thường tộc phong hoa yến đều đủ để diễm áp quân phương không biết tại hạ có hay không cơ hội này tranh thủ một ít theo lý thuyết thân là vân tộc lục diệu một trong thân phận địa vị đều không tầm thường chỉ cần một câu không biết có nhiều ít thần nữ thánh nữ mong muốn cấp lại nhưng mà hắn muốn theo đuổi vân khê còn không có chút nào nắm bắt cảm thấy không nhất định có tư cách vân khê không có mở miệng chẳng qua là nắm cái kia phảng phất biết nói chuyện đôi mắt sáng lặng lẽ nhìn chằm chằm quân tiêu dao quân tiêu dao hơi ngừng lại sau đó cười nhạt một tiếng nói nếu nói truy cầu ta nhà khê nhi tư cách kỳ thật cũng rất đơn giản bất luận như thế nào cũng không thể tu vi so ta cái này làm ca ca còn muốn yếu đi vậy liền không nói được nghe đến lời này vì kia vân tộc lục rượu một trong lập tức hổ cái mặt tại cùng thế hệ bên trong mạnh hơn quân tiêu dao cái kia phải là quái vật gì mới được sợ là phóng nhãn trong cổ sử cũng không tìm tới một cái a à. có lẽ ngày sau cũng rất khó có loại tồn tại này cái kia vân khê chẳng phải là đến đồng thân cả một đời nghe đến nơi này chung quanh những cái kia trong lòng còn đối vân khê ôm lấy ái mộ tâm tư vân tộc kiêu tử cũng là dồn dập lắc đầu bọn hắn là đừng đùa đoàn trừng phóng nhãn thương mang cũng tìm không thấy một cái người cùng thế hệ nhưng mà vân khê nghe vậy thanh lệ vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là lộ ra một phề tươi đẹp vô song ý cười ta ca cũng không có quên cùng nàng ước định Trừ phi là cùng thế hệ bên trong mạnh hơn quân tiêu giao tồn tại Không phải liền một điểm khả năng đều không có Kẽ nhưng Cho dù là cái này ước định Cũng chỉ là vân khê mượn cớ cùng lý do mà thôi Dù sao nàng chỉ muốn đợi tại quân tiêu giao bên người Chương 4 Trận này huyền náo nắng nhiệt yến hội Duy trì 3 ngày 3 đêm Quân tiêu giao bên người Vẫn luôn có vân tộc dòng chính tiếp khách Vân họa tâm tự nhiên cũng là vân luôn tại Mà la minh Lẻ loi một mình Người tại một cái góc cố rượu thỉnh thoảng nhìn về phía vân họa tâm cùng quân tiêu dao bên kia trên mặt không lộ vẻ gì đáy mắt lại là ma theo một vệt chìm nhưng trong mắt hắn lộ ra thành lãnh thoát tục như tiên trong họa vân họa tâm hiện tại đợi tại quân tiêu dao bên người không nói giống như là thị nữ đồng dạng nhưng này thái độ cũng tựa như là tiên tử rơi vào phàm trần bên trong cái này khiến la minh đáy lòng giống như là ưu trận lấy cái gì đồng dạng nghĩ đến lúc trước hắn tại hạ dưới lúc vân họa tâm thật như cửu thiên tiên tử đồng dạng buông xuống nhìn chúng hắn tu hành thiên phú bởi vậy mới dẫn hắn hồi trở lại vân tộc đối với dạng này một vị mỹ lệ vô song lại cải biến hắn nhân sinh tuyệt đại gia nhân la minh tự nhiên lòng sinh ái mộ mà bây giờ cây dẫn dắt chính mình mỹ nhân tân cần như vậy đối đãi một cái nam nhân khác la minh cảm giác lòng tham đau nhức hắn tay gáo hạ thủ chậm rãi nắm chặt la minh giống như là nghĩ đến cái gì đáy mắt lóe lên một vệt sức khoát tộc bi đại hội trận này yến hội chính là tại đây huy náo náo nhiệt bên trong kết thúc kỳ thật trước đó rất nhiều người đều cho rằng quân tiêu giao lại ở vân tộc bên trong khai phủ bồi dưỡng nhân mã lần này yến hội không thể nghỉ ngờ liền là thu thủ hạ thời cơ tốt nhất bởi vì còn lại những cái kia vân tộc yêu nghiệt đều là như thế dưới trướng đều có không ít thế kẻ lực mạnh hiệu chung coi như là không có dã tâm gì như vân họa tâm sau lưng cũng là có số lớn tùy tùng nhưng quân tiêu giao cũng không có có ý nghĩ này hắn hiện tại đã thành lập tiêu giao minh ngày sau càng là muốn thành lập quân đế đỉnh, cho nên cũng không có tất yếu tại vân tộc bên trong bồi dưỡng dưới trường thế lực Tại yến hội qua đi, Quân Tiêu giao cũng là có ngắn người thanh tĩnh, trở lại Thiên Thánh Cung về sao? Quân Tiêu giao cũng là nếm thử tu luyện một lần, không thể không nói. Thiên Thánh Cung tu luyện hoàn cảnh, cực kỳ hậu đãi, chờ đến Thủy Tổ Tế đàn về sao? Vân tộc cho hắn tài nguyên sẽ chỉ càng nhiều, bất quá Quân Tiêu giao còn muốn chủ tính tế luyện Long Đế thân, cho nên tư nguyên nhiều hơn nữa đối với hắn mà nói, cũng không tính là nhiều. Thời gian trôi qua. Chưa từng có quá lâu, Vân tộc chính là muốn mở ra tộc bi đại hội tại chư bá tộc chính là thế lực khắp nơi bên trong đều có tộc bỉ loại hình đại hội mỗi khi tộc bỉ mở ra lúc vân tộc các mạch thiên kiêu yêu nghiệt ngoại trừ những cái kia ở bên ngoài tu hành bế quan phong tồn bên ngoài cơ hồ tất cả đều sẽ tới chẳng đến lúc đó rõ ràng lại là cực kỳ náo nhiệt đương nhiên quân tiêu giao rõ ràng sẽ không tham dự tộc bỉ hắn đến lúc đó sẽ chỉ đi quan sát tối đa cũng liền lại chỉ bảo một phiên vân tộc thế hệ trẻ tuổi qua sau một thời gian ngắn vân tộc tộc bỉ cũng là chính thức mở ra địa điểm ngay tại thánh vân giới tại thánh vân giới bên trong náo động náo nhiệt vô cùng rất nhiều lậu thuyền theo các phương dưới vực lái tới bởi vì là vân tộc nội bộ tộc bi cho nên tự nhiên chỉ có các mạch vân tộc đến bất quá cũng có một chút thế lực được mời đến đây xem lẽ mặc dù chỉ là gia tộc tộc bi nhưng vân tộc dù sao cũng là một phương bá tộc cho nên bực này tộc bi hắn phổn thịnh trình độ so với thương mang tỉnh không năm thế sự lớn cũng không kém bao nhiêu vân tộc một chút của tổ cấp nhân vật mặc dù không có hệ thân thế nhưng một đám trưởng lão sẽ trưởng lão lại là xuất hiện mỗi một vị trưởng lão thả tại bên ngoài vậy cũng là có hiển hách uy danh đã từng đều tại thương mang tỉnh không tạo thành qua không nhỏ náo động bao quát trước đó quân tiêu giao nhìn thấy vân tộc thiên mạch đại trưởng lão vân thương hải cũng là hiện thân những trưởng lão này người tại trôi nổi hư không bảo tọa bên trên từng cái thân hình mơ hồ khí tức bốc lên cho người ta một loại kính sợ cảm giác lần này tộc bi chính là do thiên mạch đại trưởng lão vân thương hải chủ trì tại tộc bi bên trong biểu hiện yêu dị người đen sẽ ban cho rất nhiều tài nguyên công pháp bảo vật thần thông đa dược các loại có thật nhiều tộc nhân đều muốn mượn tộc bi một tiếng hót lên làm kinh người dù sao tại vân tộc bên trong ngoại trừ thiên địa huyền hoàng tứ đại chủ mạch bên ngoài còn có đông đảo chỉ mạch tại đây chút chi mạch bên trong cũng không thiếu một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm dĩ vão tộc bi bên trong cũng sẽ xuất hiện một chút hắc mã thiên kiều cuối cùng rất có thể bị đặt vào chủ mạch hoặc là nhường sau lưng chỉ mạch thanh danh đại chấn địa vị nước lên thì truyền lên cho thời gian chuyển rời các mạch tộc nhân cũng là càng ngày càng nhiều lít nhà lít nhít tựa như trăm sông hợp thành biển đồng dạ lần này tộc bi tham gia nhân số càng phải hơn xa dĩ vãng nếu nói có nguyên nhân gì tự nhiên còn có một cái liền là quân tiêu giao hắn đến cũng là khơi dậy vân tộc các mạch hướng thú coi như là một chút không định tham gia tộc bi vân tộc người cũng muốn đến đây hiểu biết một phiên hôn động thể phong thái cuối cùng nương theo lấy một tiếng giày nặng hạo đã tiếng trung vang hư không bên trong đạo đạo trận văn nổi lên phát họa xen lẫn tràn ngập vô cùng hùng hồn gợn sóng hưng không đều phảng phất cầm giữ bực này cầm bay đại trận bình thường đại đế nhất thời đều khó mà công phá tộc bỉ không có cái gọi là lôi đài chỉ ở một khu vực nội chiến đấu một chút đến đây tham gia tộc bi vân tộc các mạch thiên kiêu tu sĩ cũng là mắt lộ ra vẻ kích động nếu là có thể tại tộc bi bên trong trổ hết tài năng một tiếng hót lên làm kinh người cái kia mang đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng mà lúc này lại có náo động tiếng bông nhiên vang lên bởi vì bọn hắn thấy được người ra một nhóm độ không mà đến người chính là quân tiêu giao đoàn người cầm đầu quân tiêu giao áo trắng nhẹ nhàng trầm tĩnh như thần quan thân có tiên quang mông lung sương mù mờ mịt phảng phất là một tôn hàng thế áo trắng thần tử bàng quan nhưng cũng không có cái gì cao ngạo vẻ lạnh lùng tầm mắt nhìn chung quanh mọi người trên mặt mang theo một vệt vân đạm phong khinh ý cười Vị này chính là quân công tử sao? Nên nói hắn xuất thân từ giới hải vân tộc, đây chính là thiên mạch chỉ nhánh, mà lại hắn có vân tộc tính danh, ngoài là vân tiêu. Che quân tiêu giao hiện thân. Bốn phương tám hướng đều là nhất lên tiếng ổ lên, một chút nam tử, mắt lộ ra tôn dùng kinh ngạc tán thán chi sắc, ngoại trừ kinh ngạc tán thán tại quân tiêu giao đủ loại nghịch thiên sự tích bên ngoài, bao quát bối cảnh của hắn, cũng làm người thán phục, quân gia. Vân tộc, thiên dụ tiên triều đến thứ nhất liền có thể hoành hành thương mang quân tiêu giao thân phận lại là ba cái hợp nhất tôn quý tới cực điểm liền tâm tư đấu kỵ đều thăng không tầm thường bởi vì trên lệch quá xa đến mức nữ tử cái kia thì càng khỏi phải nói từng cái mắt hiện đào tâm dập dần đến không được cái gọi là vừa gặp tiêu giao lầm cả đời các nào thẩm mỹ cùng ánh mắt bị quân tiêu giao vô hạn cất cao quân tiêu giao đám người cũng là ngồi xuống tại chỗ khách quý ngồi thấy quân tiêu giao ngồi xuống mấy người cũng là lắc đầu nói xem ra quân công tử là sẽ không tham gia tộc bi. Đây không phải nói nhảm a, quân công tử như tham gia. Đây chính là hàng chiều đà kích, chẳng phải là trực tiếp chung kết trận này tộc bi. Đừng nói quân công tử, coi như tổ giới những yêu nghiệt kia, như vân họa tâm, vân mặc hiên đám người, cũng sẽ không tham gia. Này chút tại tổ giới tu hành thiên kiêu, sớm đã không thiếu cái gì tái nguyên cùng cho hấp thụ ánh sáng độ, tự nhiên cũng sẽ không tham gia tộc bi. Chẳng qua là quần chúng, lúc này quân tiêu dao cũng là chú ý tới một ánh mắt đó là một vị người mặc màu mực pháp bào. khí vũ hiên ngang nam tử chính là vân mặc hiên thay quân tiêu dao quang đi tầm mắt vân mặc hiên cũng làm mím cười gật đầu ra hiệu quân tiêu dao cũng là gật đầu đáp lẽ hắn cũng theo vân họa tâm nơi đó nghe được vân mặc hiên đối với thiếu chủ vị trí tựa hồ có chỗ ý nghĩ nhưng đối với quân tiêu dao hắn lại là chủ động tặng lẽ lây lòng đủ để thấy vân mặc hiên mặc dù có dã tâm nhưng cũng không ngốc đồng thời quân tiêu dao cũng đã nhận ra một đạo khác mịt mờ tầm mắt chính là đến từ cung phụng trên bàn tiệc la minh mặc dù la minh tầm mắt hết sức mịt mờ nhưng quân tiêu dao vẫn là đã nhận ra cái kia một tiêu ghen ghét quân tiêu dao tầm mắt sâu thẳm hắn không phải nhìn thấy dao hẹ liền muốn cắt nhưng nếu như dao hẹ cứng rắn muốn nhảy mặt vậy cũng chưa trách hắn lung hái sắc bén chương 4 nghìn quân tiêu dao trước đó cũng âm thầm để cho người ta đã điều tra một phiên cái kia la minh trải qua kỳ thật cũng rất đơn giản đơn giản là cái người hạ giới bị vân họa tâm nhìn chúng tu hành thiên phú mang về vân tộc cuối cùng tại vài vạn năm bên trong tu thành cự đầu khiến cho người chấn kinh có thể nói cho dù là một chút bá tộc yêu nghiệt cũng chỉ đến như thế trên thân la minh tự nhiên có bí mật nhưng dùng vân tộc khí độ tự nhiên cũng sẽ không đi đoạt cơ duyên của hắn ngược lại sẽ cấp cho tài nguyên vôn trọng hắn vì vân tộc hiệu lực nguyên bản xem ở là vân họa tâm tùy tùng mức quân tiêu giao không định cắt hắn nhưng nếu la minh đối với hắn lòng mang ghen ghét vậy liền đừng trách quân tiêu dao vô tình mặc dù một đầu hơi lớn sâu kiến đối quân tiêu dao cũng không tạo được máy may uy hiếp nhưng quân tiêu dao luôn luôn chảm thảo trừ can sẽ không lưu lại một tia tai họa ngồng quân tiêu dao nghĩ thầm trên mặt lại là mang theo một tia nhàn nhạt cười hắn bông nhiên đối bên người trên bàn tiệc phân họa tâm nói họa tâm của nương nghe nói này tộc bi bên trên còn có cung phụng ở giữa tỷ thí vân họa tâm sững sờ sau đó cũng là gật một cái cái cằm cái kia lời như vậy họ tâm của nương tùy tùng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ đạt được cuối cùng chiến thắng quân tiêu giao tùy ý nói vân họa tâm mắt lộ dị sắc không nghĩ tới quân tiêu giao vậy mà chú ý tới nàng cái vị kia tùy tùng nàng cũng là nói này la minh hoàn toàn chính xác rất có tu hành thiên phú cũng là có không nhỏ gặp gõ tương lai cũng có thể vì ta vân tộc hiệu lực quân tiêu giao khẽ gật đầu không nói thêm gì vân họa tâm hơi nghi hoặc la minh mặc dù tại vân tộc bên trong đều hơi có chút hứa danh tiếng nhưng hẳn là không đến mức bị quân tiêu giao quan tâm mới đúng. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, đi qua một phiên đọc lời chào mừng loại hình chương trình sao, vân tộc tộc bi đại hội cũng là chính thức bắt đầu. Tộc bi đại hội, tăn cứ cảnh giới khác nhau, chia làm không cùng cấp tầng. Cao nhất chính là chuẩn đế tầng cấp quyết đấu chém giết, đến mức đế cảnh trở lên, cái kia cơ bản liền sẽ không tham gia tộc bỉ. Như quân tiêu giao bậc này cự đầu tự nhiên là càng không cần nhiều lời, chẳng qua là đến đây xem lẽ. Ngược lại là Vân Khê, nàng cũng là báo danh tham gia tộc bi dù sao vân khê cũng muốn cùng vân tộc các mạch thiên kiêu yêu nghiệt luận bàn tỉ thí một phiên rất nhiều người cũng đều là lộ ra cảm thấy hứng thú vài mặt mặc dù bọn hắn hắn là không gặp được quân tiêu giao ra tay rồi nhưng có thể nhìn thấy vân khê ra tay cũng là tốt bởi vì căn cứ nghe đồn vân khê cũng là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại tộc bi bắt đầu về sao các mạch thiên kiêu đều có người ra tay tại hư không trận vân phạm vi bên trong thành đôi tỷ thí quân tiêu giao tại quan xem về sao cũng là khẽ lật đầu không hổ là thương mang thập bá tộc một trong đừng nói thiên địa huyền hoàng tứ đại chủ mạch thiên kiêu coi như là các đại chi mạch thiên kiêu chất lượng cũng rất cao hơn xa bên ngoài một chút cái gọi là yêu nguyệt vân tộc như thế cường thịnh không phải không có lý do mà sau đó tộc bỉ bên trong cũng là tôn gia không ít hắc mã nhân vật quân tiêu giao đặc biệt chú ý tới một không ngôi đài ở nơi đó một cặp nam nữ đứng đối mặt nhau trên mặt đều là mang theo lạnh ý bình thường mà nói tộc bi luận bàn lẫn nhau đều là như thường cạnh tranh, không có cái gì mặt khác cảm xúc, nhưng mà đôi nam nữ này dường như có chỗ kết thù kết hoán. Đặt ở này tộc bi phía trên giải quyết. Có hơi hiểu rõ một chút tình huống người xem đến nơi này, trên mặt cũng là lộ ra một vệt có chút hang hái chỉ sắc. Vị nữ tử kia giống như gọi Vân Nhiên, chính là ô Thản giới vân tộc chi mạch kiêu nữ, này Vân Nhiên ta cũng đã được nghe nói. Trước đó liền danh tiếng không nhỏ, chính là chi mạch bên trong hiếm thấy đệ tử thiên tài, nguyên bản tiền đồ vô lượng, thậm chí đưa tới vàng mạch chú ý, nhường vàng mạch kiêu tử vân lan cùng hắn thông ra chỉ tiếc sau này cô gái này chẳng biết tại sao tu vi đúng là liên tiếp lùi bước cũng đưa đến sau này vân lan tới cửa tiến đến giải trừ đến hôn lan cho cả ô thản giới vân tộc chi mạch đều mặt mũi tối tăm trở thành một cái trò cười bất quá bây giờ xem ra này vân nhiên tu vi cảnh giới tại chuẩn đế cánh chẳng lẽ nàng tu hành thiên phú lại trở về chật chập lần này có ý tứ vân nhiên rõ ràng là nghĩ tại tộc bi bên trên đánh bại vân lan tìm về mặt mũi Bối phương tám hướng cũng là vang lên không ít tiếng nghị luận vân tộc chủ mạch chia làm thiên địa huyền hoàng tướng mạch thân là tứ đại chủ mạch một trong vàng mạch tự nhiên cũng là vân tộc bên trong trọng yếu nhất nhất mạch có thể gia nhập vàng mạch cùng vàng mạch thiên kiêu thông gia cái kia là bao nhiêu chi mạch tha thiết ước mơ sự tình đi kia vân lan mặc dù tại vàng mạch bên trong không phải tối vi xuất chúng nhân vật nhưng cũng là một vị nhân kiệt địa vị không thấp có thể cùng hắn thông gia tuyệt đối có thể làm một phương chỉ mạch là chó lên trời làm sao phát sinh từ hôn loại sự tình này ngược lại là nhường vân nhiên chỗ chỉ mạch trở thành một chuyện cười giờ phút này ở trong hư không một vị thân hình tình tế yểu điệu nữ tử đứng ở trên không ngũ quan đẹp đẽ khuôn mặt tuyệt mỹ ngọc cầm trong tay một thanh trường kiếm đầu ngón tay mang theo một viên xưa cũ chiếc nhân nàng gương mặt xinh đẹp mang theo một loại lạnh lùng nhìn về phía đối diện một vị ăn mặc cầm y thân hình thẳng tắp nam tử nam tử kia chính là vàng mạch vân lan không nghĩ tới ngươi thật có thể đi đến một bước này ban đầu là ta nhìn lầm vân Lan nhìn về phía dung nhan thanh tú tu tuyệt nghĩ vân nhiên cũng là khẽ lắc đầu tôi nói một câu đáng tiếc lúc trước nay vân nhiên tại chỉ mạch bên trong lực lượng mới xuất hiện thanh danh không yếu tăng thêm là một vị mỹ nhân gia tộc khiến cho hắn cùng vân nhiên thông gia Nhưng vân nhiên gia nhập vàng mạch vân lan tự nhiên cũng là sẽ không phản đối nhưng sau này vân nhiên tu vi liên tiếp lùi bước biến đến chẳng khác người thường dùng vân lan tầm mắt tự nhiên trướng mắt một cái chỉ có dung mạo bình hoa cho nên cũng là tiến đến từ hôn ai có thể nghĩ vị nữ tử này lại là vô cùng có tự tôn tính cách cổ chấp lúc kia liền đối với hắn nói nghiêm túc tương lai tại tộc bi bên trên nhất định phải tự tay đánh bại hắn khi đó vân lan cũng không thèm để ý chỉ cảm thấy cùng vân nhiên không phải người của một thế giới ai có thể nghĩ hiện tại vân nhiên thiên phú khôi phục vậy mà cũng là tới mức độ này trận này tộc bi kết thúc người ta ân oán vân nhiên khuôn mặt lạnh lùng kỳ thật lúc trước nàng ban đầu cũng không muốn giả cho vân Lan, chẳng qua là gia tộc như yêu cầu này vân lan từ hôn nàng phản lại cảm thấy dễ dàng làm sao lúc trước vân lan hết lần này tới lần khác dùng tối vi nhục nhã tự tôn phương thức mới có hiện tại một màn này sau đó không có hai lõi. vân lan cùng vân nhiên hai người trực tiếp ra tay chiến ở cùng nhau vân lan thân là vàng mạch kiêu tử coi như không phải trong đó đứng đầu nhất nhưng hắn nắm giữ đủ loại công pháp thần thông cũng xa không phải chỉ mạch thiên tài có thể so sánh tùy tiện một môn thần thông tế ra đều có kinh thiên động địa oai nguyên bản ngay từ đầu rất nhiều người đều coi là coi như vân nghiên thiên phú trở về đối thượng vân lan thắng tính cũng là cực kỳ xa vời nhưng theo hai người giao thủ tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị bởi vì vân nghiên cùng vân lan đối bính vậy mà cũng không có dư nhiều ít hạ phong mà lại vân nghiên ra tay các loại thần thông có một ít cũng không phải là đến từ vân tộc nhưng lại đồng dạng mạnh mẽ cái này đã chứng minh vân nghiên tất nhiên có không ít cơ duyên kỳ ngộ khách quý nhìn trên đài quân tiêu giao nhìn xem vân lan cùng vân nhiên giao thủ đài chiến đấu cũng là đáy lòng thầm nghĩ vân tộc thân là một cái to lớn đại tộc quả nhiên sẽ không thiếu khuyết đại khí vận đặc thù người mới đụng phải một cái la minh hiện tại lại xuất hiện một vị chương 4220. nghe chung quanh mấy người chi ngôn quân tiêu giao cũng đại khái hiểu được một chút tình huống không phải liền là 30 năm hà đông 30 năm hà tây cho lấn thiếu nữ nghèo tình tiết sao mà lại trên hón tay còn mang theo một chiếc nhân này không tàng cái lão ra ra lão nãi nãi không thể nào nói nổi a à. quân tiêu dao cũng là một mặt lạnh nhạt đang xem kịch giữa sân vân lan cùng vân nghiên đại chiến cũng là người điểm kịch liệt đặc biệt là một chút người không biết chuyện biết liên quan tới hai người sự tình sao cũng là quang đi cảm thấy hứng thú tầm mắt vân nghiên trước đó ta tự mình tiến đến từ hôn đã coi như là để mắt các ngươi ô thản giới chi mạch đã ngươi như thế không thức thời vậy cũng chờ chết bản công tử làm thật nói thật Vân Nhiên hiện tại triển hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi Vân Lan đoán trước, nhưng Vân Lan dù sao cũng là chủ mạch thiên kiêu. Đủ loại tài nguyên đãi mộ, cũng không phải là chỉ mạch có thể so. Cho dù Vân Nhiên có rất nhiều cơ duyên gặp gỡ, cũng không phải nói liền có thể vượt qua Vân Lan, Vân Lan ra tay. Diên hóa chư cường hãn bao nhiêu thần thông, hương, không cột dừa, phù văn tràn ngập, hóa thành đủ loại pháp khí, diễn hóa thiên địa. Đối Vân Nhiên trần áp tới, Vân Nhiên thấy thế, cái kia tờ tiểu mỹ gương mặt cũng là không có lộ ra cái gì vượn sóng nàng tay ngọc cầm kiếm thi triển ra một muôn mạnh mẽ kiếm quyết đạo đạo kiếm quang nổi lên lược động hư không ầm ầm có đinh tai nhức óc thần thông tiếng va chạm vang lên hai người giao thủ vô cùng kịch liệt đây quả thật là chỉ mạch ngươi có khả năng có được thực lực sao có người thấy kinh ngạc nói dù là một chút chủ mạch thiên kiêu cũng là mắt lộ dị sắc mặc dù vân tộc chính là bá tộc coi như là trong đó chi mạch cũng muốn vượt qua một chút bất hủ thế lực nhưng thật muốn cùng chủ mạch so sánh cái kia vẫn là không có cái gì có thể so tính một cái như là hoàng thành một cái như là xa xôi hương chấn tuy nói vân tộc một chút chỉ mạch đều đủ để so sánh một chút vạn của hoàng triều bất hủ thế lực nhưng chỉ mạch thiên kiêu tại tài nguyên tu hành từng cái phương diện cùng chủ mạch vân như cũ là có trên lịch cực lớn này vân nhiên chỉ mạch xuất thân lại có thể cùng chủ mạch thiên kiêu chiến đấu đến trình độ này cũng là một cái không sai người kế tục chủ mạch bên trong đều có một ít cường giả tu sĩ đối vân nhiên cảm thấy tò mò bọn hắn cũng biết vân nhiên khẳng định có nhân duyên gặp gõ trên thân tất nhiên có bí mật nhưng cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ vân tộc liền những cái kia ngoại tộc cung phụ cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của bọn hắn liền càng sẽ không ép hỏi người trong nhà cơ duyên mắt thấy chiến đấu kéo dài tiếp tục kéo dài chung quanh đủ loại nghị luận càng sâu vân lan tầm mắt cũng là âm trầm xuống hắn đường đường hoàng mạch thiên kiêu vậy mà cùng một cái chỉ mặt người Do thủ lâu như thế Này đã coi như là có hại danh tiếng của hắn Vân Nhiên Ngươi như như vậy thu tay lại Còn có thể lưu cái thể không phải Nếu là ta thật đang toàn lực ra tay Đến lúc đó sợ là muốn là thủ tồi hoa Ngươi sẽ vất chật vật Tại vân tộc tộc bì bên trên Không cho phép xuất hiện vẫn lạc tình huống Cho nên Vân Lan cùng Vân Nhiên cũng không có khả năng quyết đấu sinh tử Nhưng Vân Lan như toàn lực ra tay Hắn cho rằng Vân Nhiên không chết cũng phải trọng thương Ngươi cứ tới Vân Nhiên mặc dù là một giới nữ tử nhưng thanh tú hai đầu lông mày lại là mang theo một vệt phải kiên nghị nàng một đường tới mặc dù có cơ duyên nhưng đủ loại ma luyện cũng đồng dạng không ít sao lại sợ vân lan tốt đã như vậy ta đây cũng chỉ có thể thành toàn ngươi vân lan thấy thế cũng không đang do dự cái gì sắc mặt trầm lãnh tê ra một môn đại thuật hai tay của hắn kết ấn hư không bên trong một mảnh yên hà mông mông ở trong đó có một đạo thiên bi đứng vững mà ra vô cùng siêu nhiên mang theo một cột trấn áp tứ cực chi ý đây là hoàng mạch Trấn giới lớn bia ấn thấy cái môn này kinh khủng đại thuật chung quanh có người nhị không được thấp giọng hô vân tộc thiên địa huyền hoàng tứ mạch không chỉ có được rất nhiều tuyệt học khác biệt mạch hệ thậm chí có chính mình độc truyền tỷ như thiên mạch có được độc môn thần thông chính là vân không diệt giới trưởng trước đó giới hải vân tộc cũng có người thi triển qua mà nay Trấn giới lớn bia ấn kỳ là hoàng mạch tổ tiên một vị cường giả cho nơi nào đó ngoài ý muốn lấy được thần thông đại thuật cực kỳ cường đại dùng vân lan tu vi hiện tại cho dù vô pháp phát huy môn thần thông này toàn bộ uy năng nhưng dùng tới đối phó một cái cùng thế hệ tuyệt đối là át chủ bài cấp bậc sát chiêu thấy vân lan chấn giới lớn bia ấn chấn ép tới loại kia cảm giác áp bách nhưng vân nghiên khuôn mặt cũng là khẽ biến bất quá nàng cũng không có hôn loạn mà là đồng dạo tế ra một môn thần bí thần thông có hỏa diễn theo hắn mũi kiểm nổi lên bốc lên dâng lên ở giữa khiến cho hư không đều là vạn vạo một đóa sáng chói hỏa liên ngay từ đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lập tức lại là đón gió căng phồng lên hóa thành một đóa to lớn nở rộ hỏa liên, phảng phất có thể bị bóng chư giới thiêu hủy càn khôn. Cái này, làm sao cảm giác có điểm giống đan tộc muôn kia thần thông, có vân tộc người thấy cảnh này, hơi hơi ngơ ngẩn. Lúc trước, đan tộc cùng vân tộc giao hảo, cho nên đối với đan tộc một chút thủ đoạn, vân tộc cũng là có hiểu biết. Bây giờ Vân nhiên chỗ thi triển ra này hỏa liên, làm sao có điểm giống đan tộc phân thế cổ liên, thấy Vân nhiên tế ra này thủ đoạn thần thông, dù cho Vân Lan cũng là sắc mặt biến hóa. Hoàn toàn không ngờ rằng, nguyên bản hắn nắm chắc thắng lợi trong tay thế nhưng trước mắt vân niên tế ra chiêu này không thể nghi ngờ là có thể uy hiếp được hắn ngươi là muốn cá chết lưới rất sao vân lăn đều là nhịn không được gầm thét rõ ràng chẳng qua là cái tộc bi mà thôi vân nhiên lại giống như là muốn liều mạng đồng dạng cần thiết hay không nhưng mà vân nhiên khuôn mặt thủy chung đóng băng trong tính tình có loại cố chấp mang theo quật cường không có thu tay lại dự định phe này đối bính xuống hai người liền tính là không chết cũng phải thụ thương rất nặng chiêu thức của bọn hắn vợn sóng khiến cho hư không một giờ không hót mà liền tại tất cả mọi người đang nhìn một màn này lúc một đạo lạnh nhạt lời bông nhiên truyền ra đủ rồi treo tiếng nói vừa ra một đạo minh mông vô hình lực lượng thần hồn khuếch tán mà ra vân lan trần giới lớn bia ấn cùng vân nhân loại này giống như phần thế cổ liên thần thông đều là tại đây lực lượng vô hình phía dưới trong nháy mắt diệt phong hóa giải thân hình của hai người cũng là bị đẩy lui nhưng cũng không có thương tổn đến bọn hắn trong nháy mắt ồn ao tộc bỉ tựa như ngưng kết tiến tĩnh lại cái này, rất nhiều tộc nhân đều là sắc mặt hơi ngẩn ra. Phải biết, tại tộc Bi Lúc, là nghiêm cấm ngoại lực nhúng tay tham gia. Nếu là tùy tiện tham gia chẳng khác gì là phạm vào tộc quy, đen lại nhận trường trị. Nhưng mà, làm tất cả mọi người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại lúc, bọn hắn lại là cùng nhau nín thở, phát ra tiếng người. Chính là người tại lý khách quy phía trên quân tiêu giao. Lần này, không một người nói chuyện, quân tiêu giao nhúng tay, ai dám nói hắn phá hơi quy củ. Chính là vân thương hải đám người, cũng chỉ là nhìn xem một màn này không nói gì mà đai chiến đấu bên này vân lang cùng trong lòng vân nghiên đều là chấn động đặc biệt là vân nghiên nàng biết chính mình một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu tăng thêm vân lang cái kia một cường chiêu bọn hắn mặc dù đều là chuẩn đế tu vi nhưng hai người này chưa tức lực lượng uy lực chồng chất lên nhau sợ là đều đạt đến đế cảnh kết quả quân tiêu giao chẳng qua là ngồi ở chỗ đó tùy ý mở miệng nhưng ngôn xuất pháp tùy đồng dạng liền đem bọn hắn có thể xưng lá bài tẩy thần thông tùy ý hóa giải bản thân thậm chí liền một ngón tay cũng không có động tại vân nhân bực này nhân vật xem ra quân tiêu giao đây đã là như thần tích thủ đoạn khó trách hắn có thể cùng trưởng lão hội một đám quyền uy trưởng lão ngồi cùng một chỗ quân tiêu giao tu vi cảnh giới đã đạt đến bọn hắn liền ngưỡng vọng đều khó khăn mức độ phải biết căn cứ nghe đồn quân tiêu giao có thể là cùng bọn hắn bối phận người trẻ tuổi vật thậm chí khả năng còn muốn càng thêm tuổi trẻ